Ngày 17 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa phường Mỏ Tre, thành phố Sông Công, Tòa án Nhân dân thành phố đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm 42 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thành phố Sông Công. Tham gia phiên tòa có các trợ giúp viên pháp lý là luật sư của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, với tư cách người bào chữa cho các bị cáo và bị hại tuổi vị thành niên theo luật trợ giúp pháp lý. Theo cáo trạng, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 1 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Sông Công có thông tin về việc hai nhóm đối tượng có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Sông Công 1 và cổng chào khu công nghiệp Sông Công 2 thuộc phường Bách Quang và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Qua xác minh, tổ công tác của Công an thành phố Sông Công phát hiện nhóm đối tượng nêu trên đang điều khiển xe mô tô che bịt biển kiểm soát và tháo biển kiểm soát, mang theo nhiều hung khí như dao quắm, dao phóng lợn, hàn chuôi bằng ống tuyếp sắt, dao kiếm, ống tuyếp sắt và nhiều chai lọ thủy tinh di chuyển trên các tuyến đường thuộc thành phố Sông Công. Quá trình di chuyển, các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, dàn thành hàng ngang gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng tăng ga bỏ chạy và tiếp tục lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 7 tháng 2 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Sông Công đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 42 đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự. Hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Sông Công khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 10 năm 2023. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về kết quả của phiên tòa trong chương trình sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.